Láo viên đấy nó kia uh, chỉ uh, ăn nói lao à, lếu nổ súng xảy ra tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên hôm 15 tháng 2 khiến hai người tử vong là lê văn hữu sinh năm 1981 người nổ súng và ông lê văn tê sinh năm 1971 và một người bị thương là bà phạm thị đê sinh năm 1971 vợ ông tê đôi bên là hàng xóm gần nhà nhau liên quan đến vụ việc này ngày 17 tháng 2 mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai bên gia đình lời qua tiếng lại trước khi thảm án xảy ra. Trong clip được chia sẻ, thời điểm này hai gia đình đang tiến hành dọn dẹp, xây dựng lại khuôn viên nơi ở. Theo diễn biến được ghi lại, phía gia đình nạn nhân gồm hai vợ chồng và con trai đã rất to tiếng và liên tục chửi thề, chỉ thẳng mặt phía gia đình nghi phạm. Tao viên người ta không mang dao đến nhà mày, tao chỉ sợ ăn cướp bọn tao không xong được đâu. Đố nhà mày, mày dọa mang dao thì mang đến đây, mày dọa mày vác súng vác dao, mày mang súng mang dao ra đây đi phía người nhà nạn nhân liên tục buông lời thách thức trước những lời nói nặng nề từ phía gia đình nạn nhân người nhà nghi phạm cũng lớn giọng đáp trả khiến không khí trở nên căng thẳng